Chào mừng mọi người đến chuyên mục Hóng Hớt cùng Admin T. Mình sẽ đưa ra một số giả thiết nhỏ mà mình lượm nhặt được và một số thông tin thú vị về Aizakuzo. Các bạn hóng hớt cùng mình nhé. Nhưng trước tiên, ai là bạn của Aizakuzo thì kêu nó gỡ lóc tôi đi. Mình đã hóng hớt được cô ta có một sắc cho thuê đồ cốt. Và tin mình đi, các bạn không muốn thuê đồ chỗ cô ta đâu. Vì đồ cô ta tệ như nhân cách cô ta vậy. Các bạn cùng xem phân tích của tôi nhé. Các bạn thấy gì không? Đây là ảnh feedback từ khách của cô ta đó. Tôi đoán đây là người cô ta vừa quen được, vì tôi biết trên Facebook cô ta không đăng một bài cho thuê đồ nào. Ngoài ra cách anh bạn này cốt tôi có thể đoán là bạn của Aizakuzo. Trời ơi cày uýt, không biết sao. Rồi hình xăm đâu? Đây là hình ảnh trong phép Fuzu. Phép này Aizakuzo có đi nên tôi chắc chắn hai người này sẽ gặp nhau. Vậy Aizakuzo không giúp bạn của cô ấy sao? Tôi xém nữa đã quên cô ta cũng từng là kẻ cốt phá cha. Đồ cốt mình tàn vậy mà vẫn cho người khác thuê. Cô thâm độc vậy sao Aizakuzo? Tôi nghe nói uýt là cô ta tự xì tai. Vậy chắc khả năng của cô ta dữ dằn lắm. Nếu các bạn muốn biết uýt của cô ta như thế nào thì đây, đây, và đây. Đến đồ cốt của mình còn không giữ được mà cho thuê đồ sao Aizakuzo? Ngoài ra tôi đã phân tích được một chuyện khá thú vị đó mọi người. Đây là ảnh cô ta cốt ở trường cấp 2. Tôi nghĩ cô ta đang đi hội xuân. Nhìn khăn quàng và đồng phục, tôi có thể đoán cô ta học ở trường nào luôn. Đây là ảnh bạn mèo quýt cốt bộ sâu của Aizakuzo. Lúc này là gần sự kiện Honkai. Còn đây là ảnh vào mùng 2 Tết. Mà khoan đã, đầu ti hung tợn à. Theo tôi đoán những sự kiện trên xảy ra tầm một tuần. Tôi thắc mắc làm sao Aizakuzo có thể giặt dưỡng bộ cốt trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng chưa xong đâu. Trong phép Fuzu Aizakuzo đã đi hai ngày, đó là ngày 17 tháng 2 và ngày 18 tháng 2. Tôi thắc mắc sao cô ấy có thể cốt một cha hai ngày mà kịp giặt dưỡng. Không lẽ cô ta ở dơ sao? Như các bạn đã biết, cốt rất nóng, đặc biệt là trong phép. Cốt dễ chảy mồ hôi và ám mùi vào quần áo. Dù Aizakuzo có xịt nước hoa vô đồ, tôi vẫn thấy cô ấy ở dơ vãi. Chưa hết, tôi có nghe một số cô sơ từng gặp Aizakuzo nói Aizakuzo có mùi hôi lắm. Họ muốn nói nhưng sợ là cô ta tự ái. Mà tôi thấy ai can đảm là mới thuê đồ Aizakuzo. Bộ đồ cốt mà tôi nghĩ cả lít bạn cô ta mặc ấy. Riêng anh bạn càng can đảm, vì bộ đồ cốt phờ gì mà bỏ bạn thân để chơi với Aizakuzo. Hy vọng mọi người đừng như anh bạn này, vì chơi với Aizakuzo mà trở thành ẩm nguyện đeo khẩu trang, không sừng, không đuôi. Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện Aiza 1,7 triệu. Tôi không quan tâm đến cá mạnh. Như thứ tôi chú ý trong The Jammer của hai người là chi tiết Aiza kêu đồ khai. Tôi thắc mắc làm sao Aizakuzo biết đồ khai, có khi nào Aizakuzo cầm quần lên ngửi mới thấy mùi khai không? Nếu vậy thì cô ta biến thái lắm. Mà nhắc đến biến thái mới nhớ, tại sao cô ta lại nhắn cho một cô bé lớp 5 là cô ta nứng? Không phải cô ta luôn coi cá mạnh là con nít và luôn gọi là con bé lớp 5 sao? Không biết mọi người có chú ý đến chi tiết này không? Cô ta bê đê bà có bạn trai sao? Sốc vãi! Ngoài ra Aizakuzo vô duyên và thiếu ý thức như thế nào? Bài phân tích của T đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người vào phần 3.